Đoàn Di Băng xếp đồ đi miền Trung, ai nói gì nói vẫn giúp bà con, làm bằng tiền túi không kêu gọi, mấy bạn không làm thì để người khác làm. Thì Băng nói thiệt, nó Băng mặc kệ. Chứ ai mà cũng sợ tiêu cực, ai cũng sợ nhạy cảm rồi, bây giờ miền Trung ai lo. Không chỉ giàu có, nổi tiếng, Đoàn Di Băng võng xã Đại Gia còn rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Cặp đôi này đã từng hỗ trợ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thậm chí còn lập cả dự án từ thiện mang tên ái nữ của mình. Dù từng tuyên bố ngừng làm từ thiện, nhưng trong những tháng qua, vợ chồng nữ ca sĩ vẫn giúp đỡ rất nhiều người. Và đương nhiên, khi siêu bão Noru ập đến, gia đình Di Băng cũng không ngồi yên. Ai nói Băng vẫn đi. Thật sự giờ Băng xếp đồ sẵn mà bây giờ mà bên chị Thư mà báo về một cái là chính quyền cho, một cái là Băng đi liền. Trong một livestream giữa đêm, cô cho biết đang xếp đồ để chuẩn bị cho miền Trung hỗ trợ bà con đang chịu ảnh hưởng của bão. Di Băng chia sẻ muốn đi đến những vùng sâu xa và khó khăn nhất để có thể giúp bà con ở những vùng đó. Còn những vùng ngoài thì sẽ phần nào dễ tìm được nguồn cung lương thực hơn và cũng dễ tiếp cận với các đoàn cứu trợ khác hơn. Những vùng sâu vùng xa, đường xá bất tiện, đôi lúc sự cứu trợ sẽ không đến kịp với bà con. Trong chuyến đi lần này, Đoàn Di Băng cho biết cô có một nhóm chat gồm hội bạn thân như Wawi, anh Thư Jolly Polly và một số người khác. Khi cô nhắn vào rủ mọi người đi miền Trung thì tất cả đều đồng ý. Người dân sẽ được hỗ trợ nhu yếu phẩm, mì tôm và tiền mặt. Mai Băng sẽ đi rút tiền mặt ra, chắc là cái thời điểm cấp bách này Băng không phải là Băng chuẩn bị mà quà cho chu đáo được á. Băng nghĩ tốt nhất là mì gói với lại tiền mặt. Tiền và lương thực thực phẩm nhóm Di Băng chuẩn bị trong đợt hỗ trợ lần này đều do nhóm tự bỏ tiền túi để làm từ thiện chứ không kêu gọi, nên mong cư dân mạng không quá khắt khe. Vì những ồn ào từ thiện nhạy cảm nên người dân cũng đang bị mất niềm tin, nhưng những ai đang cố gắng giúp đỡ thì Di Băng mong mọi người đừng chọc ghẹo hay dè biểu. Thêm một người giúp là người dân miền Trung được hỗ trợ thêm một phần nào đó. Hiện Đoàn Di Băng đang chờ xác nhận của chính quyền địa phương để được phép ra miền Trung làm từ thiện. Và Di Băng cũng lo rằng đang thời gian cao điểm của bão nên chính quyền sẽ không cho phép cô đến. Cô đang liên lạc xin chính quyền địa phương, hiện tại thì chắc chưa có cho đi liền đâu. Tại vì hiện tại là bão đang vào, mọi người cũng đang khá là nguy hiểm. Chính quyền chắc cũng chưa có xử lý, chưa có biết là thiệt hại như thế nào, chưa có biết khu nào cần như thế nào thế nào. Các bạn cũng không thể nào tập trung mà phát quà hay phát nhu yếu phẩm hay là kinh phí cho bà con được hết. Nói chung làm gì làm cũng phải đợi một hai hôm nữa. Trong mùa dịch vừa qua, vợ chồng Đoàn Di Băng đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện. Khi chứng kiến bà con không được về quê, cặp đôi đã liên hệ các nhà xe và hỗ trợ 1.000 vé cho chuyến đi đặc biệt này. Ông xã Đoàn Di Băng chia sẻ, hẳn người ta phải khổ lắm mới suy nghĩ cùng nhau đi bộ hàng trăm hàng ngàn km để về quê. Người lớn còn kiệt sức, trẻ em sao có thể chịu nổi. Hình như ngày mai xe khách hoạt động lại rồi. Băng muốn tặng 1.000 vé xe cho bà con về quê hoặc trở lên thành phố làm việc. Băng không biết phải liên lạc thế nào để làm việc đây. Có ai hỗ trợ Băng liên lạc nhà xe không? Có thể thấy vợ chồng Đoàn Di Băng dù tuyên bố ngừng làm từ thiện nhưng vẫn quay xe để giúp đỡ bà con gặp khó khăn. Tấm lòng đáng quý của cặp đôi được nhiều khán giả khen ngợi. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.